Tôi là đại diện hợp tác chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản với nhãn hàng viên sủi Moly. Rất vui được tham dự hội thảo ngày hôm nay với vai trò cố vấn chuyên môn. Sản phẩm viên sủi Moly có ưu điểm vượt trội là ứng dụng các thành phần thảo dược tự nhiên an toàn, lành tính. Trong đó nổi bật nhất là thành phần bột nước ép cô đặc Enderberry, một loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, ít calo và chứa chất chống oxy hóa. Enderberry cũng được sử dụng phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, điểm hạn chế của các thảo dược từ thiên nhiên là thường lẫn các tạp chất. Nếu chỉ làm theo phương pháp thông thường sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ đối với cơ thể. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa hiện đại số 1 Nhật Bản là một bước đột phá trong dây chuyền sản xuất, giúp điều chế hoạt chất từ thiên nhiên, loại bỏ tạp chất và chất gây hại mà không làm mất đi tính quý báu của nó. Đây là công nghệ sấy dược liệu thiên nhiên tiên tiến nhất hiện nay, trong đó dược liệu được sấy khô qua quá trình thăng hoa của nước dưới nhiệt độ và áp suất thấp. Nước trong dược liệu được đông lạnh thành đá, sau đó loại bỏ trực tiếp ra khỏi sản phẩm bằng cách hóa hơi. Điều này được thực hiện trong môi trường chân không, giúp giữ lại được hơn 90% các dưỡng chất có trong dược liệu. Các dược chất không bị biến đổi tính cũng như là tác dụng sau khi sấy khô. Thời gian bảo quản được lâu hơn, không biến đổi chất lượng theo thời gian. Sản phẩm viên sủi Moly được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại các nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP và được cấp giấy chứng nhận FDA của Mỹ. Toàn bộ quá trình sản xuất từ nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm duyệt kỹ càng với vườn dược liệu sạch, trải qua sơ chế và đưa vào dây chuyền khép kín, mang đến hiệu quả cao cho người sử dụng. Đứng ở góc độ chuyên gia, tôi đánh giá cao hiệu quả của viên sủi Moly và tin rằng đây sẽ là giải pháp hàng đầu giúp tăng sức đề kháng, bổ sung dưỡng chất, giúp ăn ngon, ngủ ngon và tăng cân hiệu quả, được đón nhận ở cả Việt Nam và thị trường quốc tế.